Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hoàng Linh Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một ngày tốt lành. Trong video này, chúng tôi sẽ có những tin tức sau gửi đến mọi người. Việt Nam ghi nhận 16.763 ca mắc Covid-19 mới tại 63 tỉnh thành, nâng tổng số ca nhiễm trong nước từ ngày 27 tháng 4 đến nay lên hơn 2 triệu ca. 3 ca nhiễm Omicron trong cộng đồng đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, nguồn lây là từ đâu? Pfizer nói thuốc Covid-19 hiệu quả với biến chủng Omicron. Hàng loạt địa phương tiếp tục quy định khắt khe đối với người về quê. Và thông tin chi tiết các tin tức như sau. Mở đầu video là thông tin về việc 3 ca nhiễm Omicron trong cộng đồng đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, nguồn lây là từ đâu? Ngày 19 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết thành phố vừa ghi nhận 3 ca nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng đầu tiên. Theo HCDC, 3 người nhiễm Omicron này đều là liên quan đến bà NTNB, 41 tuổi, ngụ phường 17, quận Bình Thạnh. Bà B đã tiêm vaccine mũi 3 phòng Covid-19 và từ Mỹ trở về Việt Nam hôm ngày 5 tháng 1. Sau khi về nước, bà B được cách ly tại khách sạn ở Nha Trang, Khánh Hòa. 4 ngày sau, bà B có kết quả xét nghiệm PCR âm tính do CDC Khánh Hòa thực hiện. Ngày 10 tháng 1, bà B bay chuyến VN1345 từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh và được 3 người bạn bao gồm anh K 35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, chị H 46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp và chị T 31 tuổi, ngụ quận 11 đón tại sân bay. Tối ngày 13 tháng 1, bà B thấy ho khan, rát họng nhẹ. Ngày 14 tháng 1, 3 người còn lại cũng có triệu chứng nên đi khám và được lấy mẫu gửi bệnh viện 30 tháng 4 Bộ Công an. Ngày 15 tháng 1, khi có kết quả dương tính, bệnh viện 30 tháng 4 gửi mẫu của 3 người này qua bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh để giải trình tự gen. Lúc này, 2 người là anh K và chị H đã chuyển đến nhà bà B để cách ly, còn chị T cách ly tại nhà riêng thuộc phường 15, quận 11. Ngày 16 tháng 1, bà B cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do bệnh viện 30 tháng 4 thực hiện. Ngày 18 tháng 1, phòng xét nghiệm của đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford trực thuộc bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả giải mã gen 3 bệnh phẩm của 3 đối tượng trên cho thấy thuộc biến chủng Omicron. Theo HCDC, sau khi điều tra dịch tễ, cơ quan này đã chuyển 4 bệnh nhân qua bệnh viện dã chiến số 12 thuộc thành phố Thủ Đức để điều trị. Đây được xem là 3 ca mắc biến chủng Omicron trong cộng đồng đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 30 ca nhiễm biến chủng Omicron là người nhập cảnh, trong đó một cụ bà 82 tuổi có nhiều bệnh nền được điều trị tại bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. 17 người còn lại không có triệu chứng, được cách ly tại bệnh viện dã chiến số 12 và 12 trường hợp trước đó đã được xuất viện. Thông tin thứ hai, Pfizer nói thuốc Covid-19 hiệu quả với Omicron. Hãng dược Mỹ Pfizer ngày 18 tháng 1 cho biết thuốc viên điều trị Covid-19 Palovis hiệu quả chống biến chủng Omicron. Theo Pfizer, 3 nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy thành phần chính trong thuốc kháng virus của hãng này là một chất ức chế ngăn không cho virus nhân lên, hiệu quả với biến chủng Omicron. Giám đốc khoa học của Pfizer nhận định những dữ liệu mới cho thấy thuốc Covid-19 đường uống có thể là công cụ quan trọng và hiệu quả trong cuộc chiến chống lại virus tàn phá này, đặc biệt các biến chủng đáng lo ngại như Omicron với khả năng lây truyền cao. Trong nghiên cứu thứ hai, Paxlovid có khả năng kháng Omicron cao bằng Delta và Beta. Nghiên cứu thứ ba do một trường đại học tại thành phố New York kết quả tương tự công trình đầu tiên. Theo hãng dược, đây là tín hiệu đáng khích lệ cho thấy Paxlovid sẽ là công cụ quan trọng để điều trị Covid-19 trong biến chủng mới lây lan. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ đã cấp phép sử dụng thuốc ở người có nguy cơ nhiễm Covid-19 và chuyển nặng. Theo cơ quan y tế, bác sĩ và bệnh nhân cho biết thuốc là vũ khí mới và quý giá trong cuộc chiến với virus. Khác với những liệu pháp trước đó, Paxlovid có thể sử dụng tại nhà để tránh nhập viện. Phần cuối của video là thông tin về việc hàng loạt địa phương tiếp tục quy định khắt khe đối với người về quê. Ngày 17 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định mới về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với người về quê từ nơi khác.
Địa phương này quy định người về từ vùng đỏ và vùng cam đã tiêm đủ liều vaccine thì phải cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm PCR 3 lần và tiếp tục thể theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. Người chưa tiêm đủ 2 mũi thì phải cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm PCR 4 lần và tiếp tục thể theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. Nếu về Yên Bái từ vùng vàng, người dân cách ly tại nhà 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Còn người về từ vùng xanh, Yên Bái yêu cầu tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Với các quy định trên, Yên Bái đang là tỉnh có chính sách khắt khe nhất ở miền Bắc đối với người về quê ăn Tết. Cùng lúc này, sau phản ánh của báo chí và sự lên tiếng của chuyên gia, người dân trong suốt một tuần qua, nhiều địa phương vẫn giữ quy định cách ly đối với người về quê ăn Tết mà chưa có sự điều chỉnh. Một số địa phương ban hành thêm quy định mới. Hưng Yên yêu cầu người từ nơi khác về quê phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Đồng thời, không phân biệt là về từ vùng nào, người dân đã tiêm đủ 2 mũi phải tự cách ly tại nhà 7 ngày. Nếu chưa tiêm thì phải cách ly 14 ngày. Còn tại Phú Thọ, yêu cầu người từ nơi có cấp độ 1 và cấp độ 2 tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày. Người về từ vùng cấp độ 3 và cấp độ 4 được yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ và cách ly tại nhà 7 đến 14 ngày, tùy theo trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine hay chưa. Trong khi đó, một số địa phương như Hải Phòng, Hải Dương, Tuyên Quang yêu cầu người dân cách ly tại nhà đối với người về từ vùng cam và vùng đỏ. Riêng Lào Cai, Hà Nam, Nam Định chỉ cách ly đối với người về từ vùng đỏ. Còn tại Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh và Ninh Bình vẫn nới rộng quy định đối với người dân khi chỉ yêu cầu kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ, không cần cách ly kể cả đối với người về từ vùng có dịch ở cấp độ 3 và cấp độ 4. Còn tại Thanh Hóa, Thanh Hóa đã thay đổi quy định sau phản ánh, yêu cầu người dân đến nơi có cấp độ 3 và cấp độ 4 tự cách ly tại nhà 7 ngày nếu tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng. Người về từ vùng ở cấp độ 1 và cấp độ 2 không bị cách ly, không bắt buộc xét nghiệm, chỉ cần khai báo y tế, thực hiện nghiêm 5K theo dõi y tế. Trong khi đó, nhiều địa phương ở vùng Nam Bộ như Cà Mau, Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang vẫn áp dụng quy định thông thoáng, thích ứng an toàn, không quy định cách ly người về từ các tỉnh, thành phố. Ngày 17 tháng 1, Bộ Y tế có văn bản gửi lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị chấn chỉnh biện pháp không phù hợp sau nhiều phản ánh của báo chí, kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế, cho biết Nghị quyết số 128 của Chính phủ đã định hướng rất rõ về việc nới lỏng tất cả các hoạt động, kể cả đi lại, cũng như thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Theo đó, các địa phương cần thực hiện nghiêm định hướng này, tránh mỗi nơi một kiểu và làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, an sinh xã hội. Việc nhiều tỉnh thành phố đưa ra quy định có phần khó hiểu đối với người dân về quê ăn Tết sắp tới sẽ tạo ra tiền lệ không hay và dư luận không tốt. Các chuyên gia khuyến cáo người dân khi về quê ăn Tết cần tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, hạn chế tiếp xúc đám đông, giảm tần suất khi đi lại không cần thiết, không tổ chức hoạt động tập thể hay ăn uống linh đình. Kế hoạch thăm hỏi không quá cần thiết trong dịp Tết Nguyên Đán nên cắt bỏ. Trên đây là một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID và một số thông tin khác. Nội dung trong video chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy nội dung này hay, hãy bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa.